Nếu bạn tin rằng Phật là một người tỉnh thức, một người giác ngộ thấu hiểu chân lý nhân, quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Một người giải thoát khỏi khổ đau nhờ từ bỏ được tham, sân, si, thực hành hạnh nguyện từ bi ích kỷ lợi tha. Thì bạn chẳng cần phải cúng bái lễ lại gì nhiều, chỉ cần noi theo gương ấy mà tu sửa thân tâm của mình. Bạn sẽ có thể đạt được tịnh độ, niết bàn là trạng thái an lạc, tự tại của tâm chứ chẳng phải là một nơi chốn xa xăm nào. Nếu bạn tin rằng Phật là một đấng linh thiêng có thần thông quảng đại nghe thấy biết hết mọi sự, có quyền năng ban phước giáng quả, thì bạn cũng chẳng cần phải cúng bái lễ lại gì nhiều, chẳng cần phải khấn thành tiếng để Phật nghe, quỳ trước mặt để Phật thấy, thắp hương lên để Phật biết. Tâm bạn chỉ cần khởi lên một niệm thiện hay ác là Phật nghe thấy biết tất cả và Phật sẽ ban phước hay giáng quả tùy theo niệm thiện hay ác đó một cách công minh nghiêm chính theo đúng quy luật nhân, quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nếu bạn nghĩ rằng cần phải khấn thành tiếng thì Phật mới nghe, quỳ trước mặt thì Phật mới thấy, thắp hương lên thì Phật mới biết, thì bạn đang chê bai Phật ngu quá, còn thua một cái điện thoại thông minh, smartphone. Nếu bạn nghĩ rằng cần phải cúng bái hương qua trà quả, hay mâm cao cổ đầy, hay thậm chí nhét tiền vào tay phật để phật ban phước hay giáng họa tùy theo ý bạn muốn thì bạn đang phỉ bán phật tham sân si quá chẳng khác gì bọn yêu tinh ma quỷ tác oai tác quái ở cõi âm hay bọn quan lại tham nhũng vô pháp vô thiên ở cõi dương chỉ có những người ở trong chế độ độc tài tham nhũng và mặc nhiên chấp nhận chế độ độc tài tham nhũng quen thói đút lót hối lộ bọn quan lại tham nhũng để đạt được điều họ muốn thì mới tưởng rằng có thể đút lót hối lộ phật để đạt được điều họ muốn bất chấp quy luật nhân quả giao nhân nào thì gặt quả ấy nói tóm lại dù vô thần hay hữu thần dù tin phật có thần thông hay không thì bạn đều cần phải sống thiện tu sửa mình để trở nên thiện trở nên thiện đó chính là phước báo của bạn phước báo còn hay mất là do chính bạn chứ không ai ban cho được trở thành ác đó chính là hòa hại của bạn hòa hại còn hay mất là do chính bạn chứ không ai dán cho được